Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Bác Tài Vlog. Bây giờ mình vẫn đang đi trên đường 5 anh em ạ. Mình hướng đi của mình hôm nay là của công an từ bên kia kìa. Đấy, công an từ bên kia bên phải. Mình đang đi xe không nha các bạn. Xe vàng vàng kia nó có xe con nó cũng tắt ngang, mà con xe vàng vàng kia nó đi ấy lên là gặp là được đấy, là vẫn kịp. Nhưng mà cái
xe con thì nó tắt ngang giữa cái đầu xe của cái con xe thùng vàng vàng ấy, là nó dừng lại mất 2 giây, nó bị chậm mất 2 giây rồi mình không vượt được. Không, cứ đi cho an toàn các bạn ạ. Mấy giây đèn đỏ thì là phải mất 60 giây, 30 giây đèn xanh thì mất 60 giây đèn đỏ. Bác xe thủng thì bác đi tin được vì một phát đi luôn. Căn bản là đi nhanh như vậy là như kiểu như dạng là xe nhẹ không chở cái gì thì là nó lướt xe, nó hút xe, nó đi được nhanh. Còn mình mà chở nặng thì xe nó lì, không đi được nhanh. Như là như xe không của mình thì nó cũng già rồi, phần nó cũng già, với cả là nó không được khỏe, nó không được lướt, cái dòng chân này nó không được lướt mấy, nó ì lắm, chạy không được tít mấy, không được bốc. Rất hay đứng ở đây,
ăn làn. Thì cái bác xe con đang đi ở làn như thế này là luôn đây, lúc đi mình cũng gặp của va chạm ở đây. Hôm nay nhiều va chạm, nguyên ngày hôm nay mình đi đã gặp hai vụ rồi. Lòng biển nha các bạn. Đắt tiền như này thì tôi dừng lại cho nó đi nhá, đừng có hơi thua với nó làm gì. Có đánh nhau thì xin lỗi các bạn, có xuống nói nhau này nọ thì không lại được với người ta đâu. Các bạn
đâu chú. Đèn đỏ.
thẳng đường. Mấy trăm triệu đến lúc đi đi chạy dịch vụ. Hôm trước mình đi mình có thấy cái xe mẹt, mình cởi mình có thấy cái xe mẹt mà chung là mẹt đắt tiền đấy, cũng gắn logo đi taxi mình vào gần. Nói chung là làm thì không ấy cả, nhưng mà kiểu như dạng là mình thấy bỏ tiền ra ấy, cái tiền là nhiều quá, bỏ ra làm thì nó hơi lãng phí. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
các bạn xem video của mình thì các bạn cho mình một lượt like, lượt đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Tạm biệt các bạn.